giá nhà tại Hoa Kỳ gia tăng. Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, mức giá bán trung bình của một căn nhà mới là 246.800 Mỹ Kim. Điều này đồng nghĩa với một gia tăng 2.9% so với một năm trước. Nhưng sự gia tăng giá bán nhà không phải là vấn đề thật sự. Vấn đề thật sự là nguồn cung cấp bị thiếu hụt. Doanh số bán nhà đã bị cản trở bởi hàng tồn kho thấp tại một số khu vực quan trọng của đất nước. Doanh số bán nhà đã giảm nhiều hơn ước tính trong tháng 2 sau khi đã gia tăng mạnh trong tháng Giêng trước đó. Tuy nhiên, sự gia tăng liên tục của giá nhà cho thấy sự hồi phục của thị trường nhà ở vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ số Case-Shiller tổng hợp cho thấy 20 khu vực đô thị đã xác nhận xu hướng này. Theo khảo sát, giá của một căn nhà gia đình đã tăng trong tháng Giêng, bắt đầu năm với một mức tăng hàng năm lớn nhất trong hơn 6 năm qua. Giáo sư kinh tế Đại học Yale, ông Robert Shiller, cho biết họ đang nhìn thấy những bằng chứng về một sự hồi sinh của thị trường nhà đất. Thị trường nhà ở rất khác thị trường chứng khoán, và khi thị trường nhà ở tăng trưởng thì thường sẽ tiếp tục đi lên trong một năm hoặc hơn. Ông Shiller cũng đã nhìn thấy một sự thay đổi thú vị trong tâm lý của người mua. Người dân không còn thích mua một ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Nghiên cứu cho thấy ngày nay các căn chung cư bán được giá hơn. Và ông Shiller khuyên là nên thuê. Ông chỉ ra những vấn đề về tiêu chuẩn cho vay, về sự can thiệp nặng nề của chính phủ trong cuộc bùng nổ thị trường nhà ở gần đây, và các ưu đãi thuế cho những người sở hữu nhà có thể sẽ sớm được thay đổi bởi Quốc hội.